10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngoài bắc mùa này đang trổ hoa sâu, trong năm
năm bây giờ hoa băng đã tím nở, hoa có chuyện tình yêu ngọt mịn khi trăng lên ngồi tụi mãn thuyền. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Tiền em vũng quan họ, bỗng thấy lòng mình làm câu thương nhớ. Người ơi, người ở đứng quê, đậm sâu của dân ca Nam Bộ. Anh hát tặng em câu ca quan họ, yêu nhau cởi áo cho nhau. Ngoài bắc mùa này đang trổ hoa cau, trong năm bây giờ hoa băng lắng tím nở, hoa có chuyện tình yêu ngọt mịn khi trăng lên ngồi từ màn thuyền. Anh với em quê ở hai miền, anh ở sông Tiền đêm vung quan họ, nghe tiếng đàn bầu ta xích lại gần nhau, nghe ấm tiếng đàn ta ở cạnh nhau. Anh với em quê ở hai miền, trăng soi rừng trà chân sáng trên đồng đồ, bỗng thấy lòng mình lặng câu thương nhớ. Người ơi, người ở đứng về, anh với em quê ở hai miền, trăng soi rừng tràm chân sáng trên đồng đồ, bỗng thấy lòng mình lặng câu thương nhớ. Người ở đứng về, bỗng lòng mình làm câu thương nhớ. Người ơi, người ở đứng về. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trong lúc chờ đợi thì xin mời giọng hát của anh Quang Thực. Xin mời anh Quang Thực cùng trở lên sân khấu để góp vui chúc mừng trong buổi chiều hôm nay. Đồng chút hương bên núi Hồng
nhóm chặt núi hồng. Vì quê anh nghe điều họ viết rằng nặng ân tình mộc mạc mà thương. Từ hương hoa đến bờ tre gốc rạ, thương mẹ ta vẫn một lắng hai xương. Quê anh nghèo vất vả lắm em ơi, dù dòng Lam có trôi về biển cả, cả vẫn ngược dòng người lại sông Lam. Em hãy về quê hương cùng anh, để phương chút nắng của người xứ nghệ đồng chút hương lên núi Hồng. Mẹ kể về tình làng nghĩa xóm, đêm tắt đèn vẫn trọn đời bên nhau, yêu thương đôi như muối mặn gừng cay. Một ca khúc thật vui nhộn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhập tiệc. Và sau khi nhập tiệc thì chúng ta sẽ bước vào chương trình đấu giá cổ vật. Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho phép Ngọc Anh xin gửi tới toàn thể các anh các chị một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất ạ. Dạ vâng ạ, để em bắt nhịp anh nhá. Anh chị em mình ơi, cả nhà mình cùng nâng ly được không ạ? Em hô nhá. 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, uống bao nhiêu ạ? Hết ạ. Vâng, em xin mời tất cả các anh các chị ạ. Dạ vâng, một liên khúc xuân xin gửi tặng tới các anh các chị. Các khúc lặng. Dạ vâng, nhân dịp đầu xuân năm mới, Ngọc Anh và anh em thực hiện chương trình xin kính chúc toàn thể các anh các chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ạ. Từng trôi non xanh bơn bát, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên là gió khẽ vuốt tóc em và là giọt nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em cho nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt ai để rồi. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân.
Sự
em đi tìm vẫn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng ta ước mơ. Bờ ôm anh trong tay em mơ ngọt ngào. Nếu đời là một giấc chiêm bao, bờ yêu anh thiệt tha như yêu lần đầu. Em muốn yêu anh dài lâu.
cát cao trong đêm tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh cơn, từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Giữa bóng tôi chân trùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Sẽ lôi bước em về, dìu em qua đắng cay. Xuống mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm đầu. Cơn mưa vụt qua, tình yêu đang đạp khắp cơn phong ba bão giông. Quay lớp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Anh chị em mình ơi, chẳng mấy khi một năm có một lần, chúng ta hãy đứng lên được không ạ? Để chúng ta sẽ ru một cái và khi Đoành Đoành bắt nhịp thì chúng ta sẽ cùng hô chúc mừng năm mới để dành tặng những gì may mắn nhất của năm 2024 để cùng trao gửi cho nhau được không ạ? Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên ạ. Ai dùng nước ngọt thì cầm nước ngọt, mà ai dùng rượu thì chúng ta sẽ cầm ly rượu của mình lên. Nào, anh chị em mình ơi, chúng ta hãy cùng đứng lên ạ. Và chúng ta sẽ cùng hướng về phía sân khấu này ạ. Anh chị em mình ơi, sẵn sàng chưa ạ? Nhớ nhá, 1, 2, 3, chúc mừng năm mới nhá. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới. Uống thôi. Vâng ạ. Thôi vặn nhỏ nó máy tí, anh em ta dùng tiệc. Tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang phần đấu giá. Trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đâu đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc dân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhiều
nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. À, như hoạt động năm vừa rồi ấy, thì cái công việc hiếu của gia đình anh chị em trong hội thì được 3 năm đầu tiên thì anh chị em chúng ta tập trung đi rất là đông, và hơn 1 năm đổ về đây thì có lẽ rằng phong trào thấy cũng đi xuống dần, và cũng rất mong muốn rằng cái công việc hiếu của gia đình của anh chị em trong hội thì chúng ta sẽ cố gắng bớt chút thời gian để cùng với ban tổ chức đi càng đông càng tốt hơn để duy trì cái phong trào. Và chắc chắn rằng thì 1 năm thì cũng chỉ có mấy năm hiếu thôi, vì vậy cũng rất mong muốn rằng khi mà ban tổ chức thông báo lên nhóm thì anh chị em cố gắng quan tâm giúp ban tổ chức để lấy ta mai mình công việc được tốt đẹp hơn. Vì vậy cũng rất mong muốn rằng anh chị em lưu ý cho ban tổ chức. Bây giờ mới đến tiết mục chính ạ. Báo cáo với toàn thể anh chị em, để tiếp tục phát triển hội nhóm của chúng ta sẽ một ngày mạnh hơn và phát triển hơn thì một số anh chị em trong nhóm chúng ta đã ủng hộ vào quỹ cũng rất là nhiều về cơ sở vật chất và tiền bạc. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, trong chương trình họp mặt đầu xuân lần thứ 6 thì anh Thành ở Tây Ninh thì có 4 chiếc ni và 1 chiếc áo cổ, ban tổ chức gọi là cổ vật đấy, và cũng xin phép được bỏ ra đấu giá để sung vào quỹ của hội. Và bây giờ thì xin mời toàn thể anh chị em chúng ta sẽ hướng tầm nhìn về phía sân khấu để cùng sở hữu cho mình những kỷ niệm tuyệt vời nhất, không phải có tiền mà cũng mua được. Và đây là một chiếc ni năm sản xuất khoảng tầm năm 1999 gì đó, chiếc ni Pacific còn mới nguyên. Đây ạ. Anh chị em có thấy quen không ạ? Có thấy tuổi thơ ùa về không ạ? Vâng, và đây chiếc ni đầu tiên. Ban tổ chức chào giá 10.000 đồng. Chiếc ni huyền thoại. Giá khởi điểm 10.000 đồng. Đã có một anh Tuyến trả 30.000. Chị Huyền trả 31.000. Anh Thành trả 60.000. Anh Tuyến trả 100.000. Con cháu nhà này đâu hết rồi. Có một Mạnh Thường Quân trả 100.000. Anh Dương trả 101.000. Có ai hơn không ạ? Anh Quang trả 200.000. Có ai cao hơn không ạ? Anh Tuyến trả 250.000. Rồi các anh từ từ cho em theo nữa, em cũng rất thích cái ni này. Hai trăm năm mươi nghìn lần một. Có ai mạnh tay hơn không ạ? Anh Quang trả 300.000. Lần 1 300.000. Lần 2 300.000. Lần 3 300.000. Xin mời anh Quang lên đây. Chúc mừng anh. Xin mời chị Hà thay mặt cho ban tổ chức nên trao chiếc ni này cho anh Quang. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn anh. Lời đầu tiên em xin gửi tới chúc sức khỏe toàn thể anh chị em Pacific một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thôi không biết gì nói hơn là thực sự là hôm nay được gặp tất cả các anh chị em là tuổi của em thì tuổi ngoài 40, tuổi xế chiều rồi. Không biết hôm nay thế nào và ngày mai ra sao. Nhưng thôi miễn sao anh em mình gặp mặt vui vẻ, đoàn kết, xây dựng Pacific ngày một lớn mạnh hơn nữa. Màu sao anh em đừng nghĩ vì một cái gì, còn ngoài cuộc sống bắt buộc phải cố gắng, nhưng cố gắng bắt buộc phải có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả.
mong sao sức khỏe bình an, tất cả chúc cho tất cả những anh em lái xe bình an vạn gia. Và xin thôi, xin em mua với cái cốc này 300, trị giá 300, nhưng em tăng lên mức tiền ủng hộ nữa là 200 bằng 500. Em không phải là em chưa làm một cái gì quả xã hội, nhưng mà thôi, là đây là cái cuộc vui. Thôi mình ngoài cố gắng mình kiếm tiền ngoài xã hội đi. Nhưng thôi đây, chung vui hôm nay em xin cảm ơn chị Hà, chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Nhưng mà tí em phải chuyển khoản thôi. Em không và xin cảm ơn tất cả. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn tấm lòng của anh Quang rất nhiều. Vâng, và tiếp theo ngay bây giờ thì đến với cổ vật thứ hai ạ. Theo như ban tổ chức được biết rằng chiếc áo này sản xuất năm 1991, một huy chương vàng còn mới nguyên, 91 đấy ạ. Đây là cổ vật của anh Thành ở Tây Ninh, gọi là Thành Toilet. Anh có gửi ban tổ chức bỏ ra đấu giá. Những năm kia thì Đoành Đoành đã sở hữu được chiếc áo như thế này với giá 500.000. Và ngày hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi sẽ lên cho anh chị em một con hàng sale giảm giá cực sốc, với giá giật mình luôn, 1.000 đồng. Có ai trả cao hơn không ạ? Đã có một cánh tay trả 5.000. Không, tại vì anh Thành anh bảo là cứ chào giá được bao nhiêu thì được. Đã có một cánh tay trả 50.000. Anh Dương trả 100.000, có ai trả cao hơn không ạ? Lại một cánh tay 500.000. Anh chơi lớn quá. Nhìn cái áo mới này thì nói thật là em cũng muốn sở hữu lắm, nhưng mà tại năm nay kinh tế khó khăn quá. Em trả 501.000, hơn anh 1.000. Anh Tuyến ơi, em trả 501.000. 501.000. Có ai trả cao hơn không ạ? 501.000. Anh trả 550.000 à? 550.000 lần thứ nhất. Năm trăm năm mươi nghìn lần thứ hai. Năm trăm năm mươi nghìn lần thứ ba. Có cánh tay nào mà giơ cao hơn nữa không ạ? Vậy thì xin mời chủ nhân của chiếc áo lên đây, anh Tuyến. Anh đứng đây để em ướm thử xem nào. Em nghĩ là anh mặc không vừa đâu. Không, không được, không được. Cái áo này không vừa. Khả năng là chị em mặc vừa hơn. Em mời chị đến đây. Có lẽ rằng đây là một cặp đôi đẹp nhất mà cũng giỏi nhất ở công ty mình đấy. Và anh Tân, anh lên đây, anh trao chiếc áo này cho anh chị này. Tôi còn một cái mới. Ok, sang năm. Xin mời anh Tân sẽ trao chiếc áo này cho cặp đôi hoàn hảo nhất của công ty. Và một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Xin được lấn nàn đám cưới tí nhỉ. Xin được chúc cho hai chị trăm năm hạnh phúc. Và một chiếc áo rất là hiếm, một chiếc áo rất là mới. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã có một cái kỷ vật mà đấu giá
mà tôi thì cũng đã là trong cái áo này thì báo cáo với anh chị em là tôi đã mặc bao nhiêu năm, thực sự mặc bao nhiêu năm, nhưng mà ban tổ chức với tất cả chị em thì cũng chưa để ý đến là cái huy chương là huy chương đầu tiên để đấu giá cổ vật, chưa có một chữ Expo nào mấy lần ở đây. Thì anh chị em để ý nhá, vì hôm nay là tôi may mắn là tôi được đấu giá cái áo này đấy, thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức trước và xin cảm ơn toàn thể anh chị em ngồi ngày hôm nay ở đây trong cái khán phòng ở nhà hàng Mùi. Thì cũng báo cáo là lần thứ 6 mà tổ chức thì cũng là tâm tư nguyện vọng của tất cả các anh chị em. Đúng ra thì mình có mời cái viên gạch đầu tiên đặt nền móng. Vâng ạ, đúng là đấy, thì hôm nay thì ghi lại cái hình ảnh này thì toàn bộ là có mặt anh chị em ở đây. Thì thôi thì tôi xin có đôi lời, thì trước nhất là tôi xin chúc sức khỏe toàn bộ anh chị em có mặt ở đây hay không có mặt ở đây, là những người đã bước chân vào Pacific, một ngôi nhà chung mà đào tạo cho chúng ta là những người phát triển những ngày hôm nay. Thì những ngày này là ngày hạnh phúc nhất. Tôi thấy là hạnh phúc nhất là chúng ta từ ngày bỡ ngỡ nhất bước chân vào công ty Pacific mà chúng ta còn non trẻ, cái nền móng ngôi nhà chung đào tạo cho chúng ta được trưởng thành như ngày hôm nay thì đúng là không có gì cao quý hơn, đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn. Thì ngày hôm nay là lần thứ 6 để ôn lại đầu xuân năm mới, ôn lại lần thứ 6 là chúng ta thành lập cái hội. Những người cao tuổi đến bây giờ thì xin lỗi này, có anh Thị là đến bây giờ có khi là 30 năm gắn bó với công ty, còn như tôi là gắn bó 20 năm. À, anh Thị nhờ, báo cáo vậy. Thế thì chúng ta người ít người nhiều, nhưng mà tôi vẫn là ghi nhận là cái nền móng của công ty đặt cho chúng ta một viên gạch để chúng ta bước vào đời, để chúng ta có trưởng thành ngày hôm nay. Rất tuyệt vời, tôi ghi nhận vậy. Ghi nhận cái nền móng của công ty vậy. Tôi xin lỗi là tôi không nói ra là những ai để mà ghi nhận, nhưng mà tôi nói là cái nền móng đẹp đẽ như thế vì chúng ta hôm nay là cái hội Pacific nên là rất tuyệt vời. Và cá nhân tôi cũng vậy, được như ngày hôm nay tôi đấu cái giá cái áo này để mỗi lần mà Pacific mà hội ngộ họp mặt tôi sẽ lại đấu giá lại cái cổ vật này, không phải là cổ vật mà cái kỷ niệm thiêng liêng. Lần sau anh em nào trả hơn nữa tôi vẫn để lại. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Có những anh em bây giờ rất là thành đạt, đi xa về gần vẫn nhớ về cái nền móng của nhà chung đấy. Thì bây giờ thay lời muốn nói thì thôi, tôi đã được cái cổ vật, gọi là cổ vật công ty nhá, và cái kỷ niệm của công ty tôi xin nhận. Và tôi đấu giá này là 550.000 đúng không em? Không đấu giá lại. Không đấu giá lại. Mà anh muốn nhân đôi một tí nữa thì anh gửi lại cho em gấp đôi cái này để vào quỹ của công ty. Anh gửi lại 500 thêm 550.000 nữa vào quỹ công ty. À quỹ của hội mình, không phải quỹ công ty, quỹ hội mình nhá em nhá. Thì tí nữa anh chuyển khoản cho em. Ôi giời ơi, anh làm thế này thì em bằng lòng chết đi được. thay mặt cho công ty xin được cảm ơn anh, ban tổ chức. Các anh cho em bức ảnh làm kỷ niệm anh Tuyến được không ạ? Mạnh Thường Quân. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho anh em ban tổ chức và anh Tuyến được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Đúng chữ Expo hội chợ 99, chiếc áo đời đầu đấy ạ. xin cảm ơn anh. Thưa với anh chị em trong hội, vừa rồi thì một số anh chị em có thắc mắc rằng tại sao hội mình đã phát triển tới 6 năm rồi. Đã phát triển tới 6 năm rồi mà tại sao ban tổ chức không nhã ý, không đến mời tổng giám đốc của chúng ta tham dự cho vui. Và cũng xin thưa với toàn thể anh chị em trong hội, ban tổ chức cũng rất là muốn
được kết nối với tổng giám đốc, đó là ông Ngô Duy Tân đấy ạ, để cùng trở về gặp mặt và chung vui với hội của chúng ta để hội chúng ta phát triển mạnh hơn. Nhưng tại vì năm thứ nhất, năm thứ hai, hội của chúng ta chưa phát triển mạnh nên vì vậy ban tổ chức vẫn chưa đi đến thống nhất là đến mời sếp đến để dự. Đen đến cái nỗi là năm thứ hai, năm thứ ba thì lại tiếc rằng là vào đúng dịp Covid. Vì vậy đến nhà sếp thì báo cáo với toàn thể anh chị em là sếp cũng không có nhà. Và năm vừa rồi thì ban tổ chức cũng cử ba chị đến để mời sếp để tham dự hội của chúng ta. Nhưng tiếc rằng sếp thì lại bận mải mùng 2 sếp đã bay mất rồi. Và cũng có nhờ chị Hòa là em gái của sếp thì cũng chuyển lại lời mời. Thì không biết là chị Hòa có gửi lời mời của ban tổ chức đến sếp không? Thì cũng rất mong muốn rằng anh chị em sẽ thông cảm cho ban tổ chức. Không phải là ban tổ chức không nhã ý và không có lời mời, nhưng tại vì Tết Tư thì sếp cũng rất là mải và cũng không gặp được sếp. Vì vậy anh chị em cũng rất là thông cảm và cũng xin khất lại lần sau. Năm thứ bảy thì sẽ cố gắng gặp được sếp để mời sếp đến để dự với anh em trong hội của chúng ta. Và chắc chắn rằng thì sếp là lên móng nền tảng để anh em chúng ta phát triển kinh tế và phát triển công việc cho đến ngày hôm nay. Thì chắc chắn rằng sếp sẽ không ngại một vấn đề gì, sẽ bớt chút thời gian vào Ngọc để đến dự với hội anh em chị em chúng ta để thật vui hơn. Và thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây em lại tiếp tục sell cho anh chị một con hàng nữa. Một con hàng nữa ngon bổ rẻ. Đây là một chiếc ly nằm trong bốn cổ vật của anh Thành đã gửi cho ban tổ chức. Đây là 5 huy chương. Có lẽ rằng chiếc này thì nó hơi sau 3 chiếc huy chương một tí, nhưng mà chắc chắn rằng nó tầm khoảng năm 2005 gì đấy, sản xuất năm 2005. Và có lẽ rằng tất cả chúng ta đã biết rằng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đúng không ạ? Phan Thị Bích Hằng đấy ạ, là nhà phân phối ly Việt Tiệp này. Có lẽ rằng tất cả chúng ta đều biết. Và ngày hôm nay thì cổ vật này ban tổ chức xin được chào giá với mức khởi điểm đầu tiên 5.000 đồng. 5.000 đồng, chỉ với 5.000 đồng. Có ai muốn sở hữu cổ vật này không ạ? 5.000 đồng ạ. Vâng, có một cánh tay anh Hải, anh Hải Xù trả 50.000. Có ai trả cao hơn không ạ? Chị Huyền trả 55.000. Có ai trả cao hơn không ạ? Vâng, anh Thành trả 60.000. Anh Đỗ trả 100.000. Có ai trả cao hơn nữa không ạ? Một chiếc ni có thể nói rằng mới đến 95%. Chứa đựng đầy kỷ niệm 330ml đã từng đong những giọt bia tươi Pacific. 5 ngón tay là thế nào ạ? Mấy? Và có một cánh tay trả 500.000, đó là anh Cường. Anh Cường Hảo 500.000. Chết cái mồm. Henry Cường. Mức giá mà anh Cường bỏ giá là 500.000 ạ. Có cánh tay nào cao hơn không ạ? 500.000 lần thứ nhất. 500.000 lần thứ hai ạ. 500.000 lần thứ ba. Vậy thì ban tổ chức lại phải mời anh Cường lên sân khấu rồi. Xin mời anh Cường lên sân khấu. Anh Cường ơi. Và anh chị em chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chiếc ly 500.000 ạ. Xin mời chủ nhân của chiếc ly thứ hai ạ. Vâng, và xin mời anh Tuyến sẽ thay mặt cho ban tổ chức
lên trao chiếc ly này cho anh Cường ạ. Anh có ba chiếc ly, ba huy chương vàng quý nhất thì anh gì hôm nay anh nhận mất rồi nhỉ. Còn đây là chiếc về sau ạ. Xin mời anh Tuyến sẽ thay mặt cho ban tổ chức trao chiếc ly này cho anh Cường. Rất nhiều những kỷ niệm vừa về và một tràng pháo tay thật lớn được không anh chị em ơi? Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn tấm lòng thành của anh Cường. Cái này anh chỉ quản nhé. Ok, ok. Để anh chị em chúng ta kiểm tra bóp một tí, để tài khoản nó dư dư một tí để tiếp tục đấu giá hai chiếc ly nữa. Ngay bây giờ thì xin nhờ em Ngọc Anh sẽ hát cho một bài để anh em chúng ta sẽ quẩy một tí ạ. Hát một bài chúng ta sẽ quẩy tầm 5 phút thôi, để chúng ta sẽ đấu giá tiếp. Biết đâu được sau khi quẩy thì anh chị em chúng ta sẽ sung hơn. Sung hơn thì mọi vấn đề nó sẽ khác hơn. Xin mời nữ ca sĩ Ngọc Anh ạ. Xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng đứng lên quẩy một tí cho nó vui ạ. Đầu xuân năm mới cứ vui hết mình đi. Bỏ qua tất cả mọi bộn bề trong cuộc sống. Bỏ qua tất cả mọi tính toán tiền nong ạ. Tiền nhiêu để làm gì ngoài mang về cho mẹ. Và ngay bây giờ thì xin mời nữ ca sĩ Ngọc Anh. Xin mời. Trên phố phường mùi hương nào thơm 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 trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, ngày trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa, vài trăng mầm non mùa xuân đang hé mở, vài trăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, vài trăng tình yêu đầu tiên đang có từ khi em trông anh buông xuống. Các anh ơi, kia tiếng chim không hót xa vời, cánh hoa nào bỗng nhiên tươi, bao tin mùa xuân về. Kia bóng em buồn cũ lâu rồi, mai em chỉ thấy xanh vời, là hoa mùa xuân tươi.
cờ giới toàn thể quý vị và khán giả một bài hát ca khúc Dù Thế Nào Anh Vẫn Yêu Em. Đi với anh em ơi, lên đi. Ê! Tôi không thuộc lời như các bạn. Anh cho gì mấy anh nhá, anh em ơi, lên đi. Thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang đấu giá tiếp theo với hai cổ vật nữa. Còn duy nhất hai cổ vật thôi. Chiếc ly tiếp theo ban tổ chức xin được chào giá với giá 15.000 đồng. 15.000 Việt Nam đồng. Kèm thêm khuyến mại được chụp ảnh chung với Đoành Đoành.
Còn nếu mà trên ai trả trên 300 nghìn thì được chụp ảnh chung với ca sĩ xinh đẹp kia Ngọc Anh. Đấy. Còn nếu mà tầm dưới 100 nghìn thì được chụp ảnh với Đoạnh Đoạnh. À còn 500 nghìn thì được chụp cả công ty luôn. Đúng, anh Đỗ nói đúng ấy. Ai bỏ 500 nghìn được chụp cả công ty. Và bây giờ giá khởi điểm đầu tiên cho lần thứ nhất 15 nghìn đồng. Có ai trả cao hơn không ạ? 15 nghìn đồng bỏ tiền mừng tuổi của con ra. Đấy này, 15 nghìn đồng. 15 nghìn đồng lần thứ nhất. Vâng. Có một ông say rượu trả 50 nghìn. Lại có một ông say rượu nữa trả 200 nghìn. Con cháu nhà nào đâu, con cháu nhà này đâu hết rồi. 200 nghìn lần thứ nhất. 201. Đã có một cánh tay trả 201. 201 thì chỉ được chụp ảnh với gái ba con thôi. Gái ba con chị Hà chứ chung với chị Hà thôi. Còn 100 nghìn đổ lại chụp ảnh với Đoạnh Đoạnh. Còn mà 300 nghìn đổ lên thì chụp ảnh với người mẫu kia. Sao cái kỷ niệm đẹp bên này mà kỷ niệm đẹp này trả 200 nghìn. Kỷ niệm đẹp này trả 200 nghìn. Ai trả 250 nghìn được không? Kỷ niệm đẹp này chúng ta sống với nhau trong ngôi nhà chung đến bây giờ trừ anh Thị là 30 năm, còn chúng ta hơn 20 năm, còn những người nữa là ít hơn một vài năm. Thế năm sau phải trả 200 này. Ai trả mấy trăm em nhỉ? 201 nghìn. Ai đấu giá? Một người trả 300. Đỗ trả 300. Thế còn ai nữa không? Không có đâu. Tôi nghĩ này nè, cái huy chương vàng này, cái cốc này là 5 huy chương vàng cuối cùng của Pacific. Đấy, không phải cuối cùng vậy. Cái huy chương vàng, 5 huy chương vàng gắn trên đây. Ai trả tôi 400 nghìn, tôi bán. Không. Từ từ. 400 nghìn đã trả không? Im lặng nhỉ, toàn đại gia sao im lặng nhỉ? Ai trả? Dũng Đông Bạc trả 400 nghìn. 500 nghìn. Không toán cho Dũng Đông Bạc. Dũng Đầu Bạc là gắn bó với công ty là rất mạnh. Không bán cho Dũng Bạc. Thế luôn không bán cho Dũng Bạc. Không trả, trả không bán. Riêng Dũng Đầu Bạc không bán. Vương à, trả bao nhiêu? Dũng Đầu Bạc trả bao nhiêu? 400 nghìn. Điêu vừa rồi trả 400 nghìn. À 500. Vương trả bao nhiêu? Không được. Không dành cho đại gia trả kiểu này được. Vì là Dũng Đầu Bạc là cũng con người mà nền tảng nền móng Pacific mà ra. Đấy, vỗ tay cái nào. Dũng Đầu Bạc bây giờ là những người thành đạt nhất xây nhất công tộc, cực kỳ luôn, nhất công tộc luôn. Cho chào ở đây. Không, từ từ để người dẫn chương trình. Đấy. Giọng này tôi không hiểu, tôi nói hơi to thì thông cảm với nhá. Không, riêng Dũng Đầu Bạc 500 nghìn bằng mỹ kim ấy. Thế không phải 500 nghìn đấy đâu. Nhưng mà cái này là dành cho những anh chị em là người gắn bó công ty. Ít nhất anh Thị là 30 năm. Tôi hơn 20 năm. Còn những anh chị em nào gắn bó ngày với công ty Pacific trả cao hơn nữa. Hãy nhận đấy. Cái cốc này đấy, một ngày với Pacific cũng là một ngày mái nhà chung. Một ngày Pacific cũng là một ngày mái nhà chung. Và một ngày hiểu nhau. Dù gì chăng nữa là cũng đào tạo cho những con người phải phát triển đến ngày hôm nay. Đấy, ai trả hơn nữa nào? Dũng trả nào, 400.
mong sao. Đáp bảo say đâu mà say hỏi người khác ấy. Ai trả? Còn bốn cái công lưu cường thì Dũng hôm nay hỏi nào còn mấy công nhỉ? Mấy cái nữa? Đúng. Mùa luôn cho xong đi. 500.000 bốn cái công là 2 triệu cho xong luôn. Không phải đấu giá. Nhưng mà đây là phải đấu giá cho công bằng thoải mái. Cho anh em à. Chị em là công ty nhân viên mà. Muốn mua để làm kỷ niệm à. Đấy. Đấy, muốn mua làm kỷ niệm. Ông Dũng có muốn mua là bốn cái công này 2 triệu. Ba tổ chức cũng không bán. Không thể bán được. Xin con hơi lờ một tí. Đầu xuân năm mới mình cũng đi xa về, cũng ăn có mặt vợ chồng có mặt đây, mà năm nay vợ không về. Nhưng mình cũng sắp thời gian xong năm để anh em ban tổ chức anh em tất cả ở đây là đầu xuân năm mới xin thay mặt gia đình. Kính chúc toàn thể đại gia đình nhà mình sang năm mới bình an, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng rất vui là hôm nay là được gặp anh em ở đây, nhưng mà có một số không đến được. Nhưng mà thôi, tôi xin đấu giá cái ly này 500.000, nhưng mà tôi xin gửi lại cái ly này để gây quỹ, để cho cái hội nhà mình đầu xuân năm mới. Xin gửi lại cái đi này để sang năm anh em lại đấu giá tiếp, đấu giá tiếp để lấy quỹ. Nói là như thế được nha. Tôi xin một lần nữa là xin có người lời thế này. Tôi mở quán ăn nhà hàng ở thành phố Vũng Tàu thì từ giờ đến cuối năm hè chẳng hạn, tất cả trân trọng tất cả mọi người gia đình anh em có thu xếp thời gian và thành phố Vũng Tàu nhà tôi chơi, tôi chịu đãi hết nha. Xin trân trọng mời tất cả anh em trong hội có thời gian hè vào cho gia đình vào thành phố Vũng Tàu, tôi chịu đãi hết ăn nghỉ khách sạn nhà hàng các tôi. Như vậy là anh Dũng ở Vũng Tàu đã trả chiếc ly này 500.000, và sau khi nhận chiếc ly xong thì anh có tặng lại cho ban tổ chức để sang năm tiếp tục đấu giá để gây quỹ. Và có một điều rất tiếc, ban tổ chức vừa nhận được là anh Cường cái chiếc ly đầu tiên anh ấy đấu giá không may bị vỡ mất rồi. Tiếc quá. Không biết là anh nào anh chân anh đạp phải. Thôi thì cũng rất mong muốn rằng mỗi chiếc ly sau khi đấu giá xong thì cứ để ở trên này, và cuối giờ thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho, để tránh tình trạng là không may nó vỡ. Tại vì thực ra thì cái này giờ không sản xuất nữa. Và bây giờ còn một chiếc ly như thế này. Còn một chiếc ly cuối cùng ạ, mà ban tổ chức sẽ không đấu giá nữa. Và xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được tặng lại cho những ai có thời gian gắn bó lâu nhất của công ty Pacific và cũng có tấm lòng đến tham dự với hội của chúng ta. Và bây giờ thì rất mong muốn rằng anh chị em ngồi ở dưới chúng ta sẽ xem xét và bầu ra một người ạ. Bầu ra một người công tác nhiều năm nhất để chúng ta sẽ cứ nói nôm na rằng đây là những cây cao bóng cả của hội. Và chúng ta sẽ tặng chiếc ly này cho người đó để hội của chúng ta nhớ về, hoặc là sau này các anh ấy thế hệ lớn hơn thì các anh sẽ kết nối nhiều hơn nữa với các anh lớn hơn nữa để hội của chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn. Anh Tuyến thấy vậy có được không ạ? Không không ạ. Ý tưởng của ban tổ chức có được không ạ? Rất tuyệt vời. Và cái ly này thì nên tặng cho Dũng Đồ Bạc. Tặng cho Dũng Đồ Bạc một cái ly này. Đó. Dũng Đồ Bạc ơi, lên đây. Không, để lại rồi thì... Nhưng mà lần sau đâu ra được.
À, bây giờ như này ạ, đại đa số anh em sẽ bầu cho ban tổ chức một người ạ. Ai lớn tuổi nhất, có thâm niên năm nhiều nhất công tác tại công ty của mình và cũng rất là nhiệt tình đến tham dự hội của chúng ta. Ai ạ? Anh Thị ạ. Cả nhà có đồng ý không ạ? Vâng ạ, xin mời anh Thị, ban tổ chức xin mời anh Thị lên đây. Anh cũng như ban tổ chức thấy mấy năm rồi anh cũng rất là nhiệt tình, mặc dù công việc rất là bận mải nhưng cũng đến tham dự hội rất là đông đủ. Và xin mời anh Tân thay mặt cho ban tổ chức sẽ lên trao chiếc ly kỷ niệm này cho anh Thị. Và cũng rất mong muốn rằng sau này anh sẽ giúp ban tổ chức truyền tải những thông điệp phát triển, lưu giữ và bền vững tới toàn thể anh chị em trong hội. Và cho hỏi anh có muốn phát biểu gì với toàn thể anh chị em nhân dịp đầu xuân năm mới không ạ? Đầu xuân năm mới thì gặp tất cả anh em Phan Thị Vất thì xin gửi lời cảm ơn tất cả đến mọi người. Xin mời anh Tân sẽ trao chiếc ly kỷ vật này cho anh Thị và một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn toàn thể anh chị em và xin được cảm ơn anh Thị rất nhiều. Bạn Cường ạ. Xin phép anh chị em một tí ạ. Vừa rồi thực ra thì chiếc ly của anh Cường bị vỡ, anh rất là tiếc. Còn chiếc ly này thì anh Dũng Đầu Bạc anh đã nhận rồi. Và cũng xin được tặng lại cho ban tổ chức để đấu giá. Và anh Cường thì anh ấy cũng muốn sở hữu này chiếc ly này. Và hội của chúng ta có nhất trí để cho anh đấu giá luôn không ạ? Vâng, thôi thì lấy anh ấy đấu giá 500.000 rồi thì cũng xin được hơi lấy bằng giá vậy. Ngu ngu tí nhưng mà chắc ăn. Biết đâu được nhớ tí nữa anh ấy bớt sao. Xin mời anh Cường lên đây. Anh nhận xong anh để đây nhé. Để đây ban tổ chức giữ hộ. Và chiếc ly này thì chúng tôi xin mời anh Dũng Đầu Bạc, chủ nhân của nó. Chiếc ly này anh sẽ trao cho anh Cường. Và một tràng pháo tay cho 500.000. Chiếc ly hơi đắt hai lần. Anh Hải, anh giúp em một bức ảnh. Nếu may mắn đầu năm ạ. Và sau chiếc ly này thì sẽ là ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Xin mời toàn thể anh chị em lên đây, vừa chụp ảnh, vừa đứng, vừa nhảy. Xin mời toàn thể anh chị em lên đây ạ. Chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm và Ngọc Anh sẽ giúp ban tổ chức hát bài Lối Vòng Tay Lớn nào. Xin mời toàn thể anh chị em chúng ta đứng lên đây, lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm. Xin mời. Dạ vâng ạ, theo như anh Tân yêu cầu thì anh bảo là năm ngoái em hát bài này gửi tặng tất cả các anh. Thì năm nay em cũng hát bài này gửi tặng tất cả các anh, đó là bài hát Một Đêm Say. Khi bóng em còn trên đầu, khi hai má em hơi hơi, anh nói anh say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh không thuộc bài này, anh chỉ thuộc bài hát trời luôn. Em sẽ đến anh mặt trời, lại gần hôn em. Ta chỉ sống thôi mà chưa. Yeah.
mùa mưa dấu